Bạn đã bao giờ xem 7 bức tranh hoa sen lớn bằng cả một căn nhà chưa? Đây chính là bộ tranh gỗ hoa sen gồm 7 bức được chúng tôi đục chạm vào cuối năm 2022 trong một dự án tu sửa khu thờ tự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và hoa sen được lựa chọn để làm vách hậu. Mỗi bức tranh có kích thước cao 2m17, rộng 90cm và dày 6cm, được chúng tôi gấp rút chế tác trong vòng 40 ngày để kịp tiến độ của công trình. Điểm đặc biệt trong thiết kế là tổng thể của những bức tranh này giống như là một vòng tay của con người đang giơ lên để ôm trọn bầu trời vào trong lòng. Và điểm thứ hai là tranh không cần đục khung, thiết kế mở rộng với các chi tiết là cành, lá, hoa sen và mây. Sau khi hoàn thiện, bác khách có thay đổi là sẽ PU sẫm màu và dát vàng các chi tiết xung quanh viền hoa để tạo nên một cái độ tương phản. Nền đỏ, ánh vàng trông sẽ rất là cuốn hút. Và sau khi dát vàng 7 bức tranh này trông sẽ như thế nào, cùng với quá trình treo nóc xuyên đêm ra làm sao, các bạn hãy xem tiếp ở phần 2 nhé.